Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, một hôm Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-si-ô nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe dù đã rất quen thuộc nhưng cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ cách đặc biệt trong ngày lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong dịp khai giảng cái khóa học hè này. Chúa Giêsu một hôm Ngài đi ngang qua trạm thu thuế và thấy Matthew ngồi đó. Chắc không phải ngồi chơi đâu, mà ông làm việc, làm nghề thu thuế. Và Chúa Giêsu nhìn Matthew. Ngài nhìn với một cái nhìn không phải giống như cái nhìn của những người luật sĩ biệt phái, những người có thể tự hào là mình là người công chính và thấy người khác không có công chính giống như mình. Chúa Giêsu nhìn Matthew không như là những con người đáng bị loại trừ, nhưng mà Ngài nhìn ông với một tấm lòng, và Ngài nhìn ông và Ngài nhận ra được Matthew là một người sẽ trở thành môn đệ của mình. Ngài tin điều đó, cho nên Ngài đã mạnh dạn để nói với Matthew rằng: "Hãy theo tôi." Theo Ngài có nghĩa là trở thành môn đệ. Và như vậy, cái nhìn của Chúa Giêsu có thể nói sắc bén quá, chính xác quá. Là chúng ta tưởng tượng nếu Ngài nói như vậy mà Matthew từ chối thì sao? Nhưng đằng này dường như Matthew ngồi đó làm người thu thuế đó, nhưng mà lòng của ông cũng có cái gì đó, và như chờ đến một cái lời mời gọi, và ông đứng dậy đi theo Ngài để làm môn đệ của Ngài. Và rồi cái quá khứ, cái tương lai cuộc đời của Matthew chúng ta biết rồi. Nó thay đổi 100% và nó mở ra một cái tương lai tốt đẹp chúng ta không ngờ được. Chỉ có Chúa Giêsu biết thôi. Bởi vì Ngài nhìn Matthew với một cái nhìn của trái tim. Nhìn thấy nơi đó vẫn còn là con người, mà con người này có thể trở thành môn đệ của Ngài, trở thành tông đồ. Quả là một cái điều kỳ diệu. Và chúng ta tin rằng trong cái hoạt động của Chúa Giêsu
Trong hành động của Chúa Giêsu như vậy, chúng ta tin rằng có Chúa Thánh Thần. Có Thánh Thần tác động để Ngài thấy, Ngài hiểu và Ngài lượng định được cả một cái tương lai của một con người. Chúng ta lúc nãy chúng ta nghe hát mình lạy Chúa xin ban thần khí để Ngài đổi mới, xin ban lòng trí của chúng ta để Ngài, chúng ta đổi mới địa cầu này. Thần khí để Ngài đổi mới lòng trí của chúng ta. Cho nên Chúa Thánh Thần không chỉ tác động cái trí của chúng ta không mà thôi đâu. Ngài đổi mới trí và lòng của chúng ta nữa. Và xem ra quan trọng đối với tác động của Chúa Thánh Thần khi Ngài vừa khơi dậy trí lòng của chúng ta. Cái trí nếu có thể nó tệ đi chăng nữa có khi cũng chưa chết đâu. Nhưng mà cái lòng mà nó mất, nó thiếu là chết. Có người không có còn sử dụng cái trí được nữa. Họ sống trong tình trạng thực vật, có khi sống lâu lắm. Tôi có người bà sống nhiều năm trong tình trạng thực vật lắm, đâu có biết gì. Phản ứng theo quán tính vậy thôi. Nhưng mà từ khi tim nó không còn đập nữa là không còn gì để nói nữa. Cho nên con người của chúng ta nếu mà chỉ có cái trí không, Chúa Thánh Thần mà chỉ khơi dậy cái trí không thôi thì chưa đủ, chưa có ra người. Và có lẽ cái điều quan trọng mà chúng ta rút kinh nghiệm từ ở nơi hành động của Chúa Giêsu bài tin mừng này đối với một Matthew, có lẽ nó cũng phải thúc đẩy để cho chúng ta hôm nay khởi đầu cái khóa học hè này, dù ở cái cấp độ nào, chúng ta cũng được mời gọi để chú ý rằng chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần khơi dậy để ban cho chúng ta có được một lòng trí, có được trí và lòng. Và mình nghe nói hay cũng là lòng trí, cũng nói trí lòng, nghe nói lòng trí nó xuôi hơn. Và có lẽ nó quan trọng hơn để cho chúng ta sống cuộc đời này, sống ơn gọi của mình và thực thi cái sứ mạng của chúng ta như người không chỉ có trí mà còn có lòng. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được đáng giá và mới thấy được hiệu quả của việc làm của chúng ta. Là chúng ta biết thời đại ngày hôm nay có người ta dễ bị tổn thương lắm. Rất là nhiều người, nhiều tu sĩ phải chuyển thành tâm thần, người tâm thần. Và rất là nhiều người ở trong đời sống tu, ở trong cộng đoàn dòng tu bị tổn thương và không được chữa lành. Rồi thì nó kéo dài, nó kéo lê cả một cái cuộc đời thánh hiến như không phải là như con người bình thường. Điều đáng tiếc. Và nó sẽ là đáng tiếc khi mà những người có trách nhiệm, những người có quyền trên những cái con người mà đau khổ, con người đã bị tổn thương ấy, không có khả năng để đồng hành, không có khả năng để nâng đỡ, không có khả năng để hướng dẫn, không có biết cách để ứng xử hay là đối xử với con người, người thuộc quyền mình, người mà mình có trách nhiệm đó một cách xứng hợp để theo gương Chúa Giêsu, học lấy ở nơi Chúa Giêsu như điều mà Ngài đã nói đó. Ta muốn lòng nhân chứ không cần phải là lễ tế đâu. Có thể chúng ta làm được nhiều điều với khả năng, với trí khôn, uyên bác thâm sâu của mình. Nhưng mà không có cái lòng thì rất là nguy hiểm cho con người, cho sứ mạng của Chúa, cho cái công trình của Chúa. Nên có lẽ điều này tôi thấy thực sự là ám hạp. Hôm nay chúng ta có lẽ cũng không có ngờ chọn bài đọc này. Tôi thấy dì Anna Sum đề nghị là chúng ta theo lời Chúa của cái ngày hôm nay. Cái ngày không phải để dành riêng cho ngày khai giảng lớp học hè này đâu.
Nhưng mà lời Chúa có lẽ trong cái sự quan phòng đầy nhiệm màu của Chúa gửi đến cho chúng ta, tôi thiết nghĩ rằng đó là một cái ánh sáng rất quan trọng mà tất cả chúng ta, dù chúng ta học ở cấp độ nào, và có lẽ cả những người có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ nữa, thì bài tin mừng này với kinh nghiệm mà tôi vừa gửi lên, nó không nhiều đâu, nhưng mà nó là cái điều để nói căn bản, để giúp cho chúng ta dạy và học, và chúng ta sống những điều chúng ta học hay chúng ta dạy, nó cũng sẽ trở thành một cái gì đó sáng tươi, bảo đảm cho đời sống của chúng ta. Bởi vì hôm nay có thể chúng ta học, nhưng mà ít nữa chúng ta sẽ dạy, chúng ta sẽ truyền thông những cái gì mà chúng ta được hấp thụ đây trong đời sống của mình, trong ơn gọi, trong sứ vụ của mình. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần thương giúp cho tất cả chúng ta biết quan tâm để phát triển một cách toàn diện hơn. Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trí và lòng của chúng ta, và nhất là lòng của chúng ta, để chúng ta thấu hiểu cái điều mà Chúa đã muốn dùng chúng ta để phục vụ Ngài, như là những cộng sự viên, như là những cái môn sinh đích thực của Ngài. Ta xin Chúa giúp cho chúng ta càng học nhiều và càng học nhiều, để chúng ta không chỉ làm quan, không phải để làm quan tòa, nhưng mà để chúng ta trở thành lương y. Lương y như từ mẫu. Ở đây các sơ, đa số là các sơ có cái tâm của người từ mẫu dễ rồi. Thì chúng ta đào luyện nhiều hơn nữa, học càng học chúng ta càng xây dựng, càng vun đắp cho lòng của mình thực sự là lòng của một những lương y. Lương y dù nó có bị méo mó gì đi chăng nữa, nhưng mà ta nhớ mình lương y để đích thực dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Còn bây giờ nói lương y ở ngoài thì có khi nó méo mó lắm, chúng ta không nói, ta không phê bình, chúng ta không làm quan tòa chuyện đó. Nhưng ở đây chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn chúng ta để giúp cho chúng ta trở thành lương y, để biết nhìn thấy những tổn thương, những đau khổ, những khó khăn của anh chị em của mình. Những anh chị em có khi cùng chí hướng, hay những anh chị em mà mình có trách nhiệm hay được mời gọi phục vụ hàng ngày trong đời sống, ngang qua cuộc đời sứ vụ của chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta sẽ có thể góp phần đem lại niềm bình an và hạnh phúc, cộng tác với chính Đức Kitô, đấng đến không phải tìm kiếm hay để gặp gỡ làm gì cho những người mạnh khỏe, những người đạo đức, những người có là công chính, nhưng mà là những người tội lỗi, những người yếu đau. Và chắc chắn trước mặt Chúa, có lẽ trong cuộc đời và thực sự với lương tâm của mình, không ai trong chúng ta mà không là những người yếu đau, không ai trong chúng ta mà là những người không cần được sự tha thứ, không ai trong chúng ta mà cũng không một ít lần mình có những tổn thương cần được chữa lành. Xin Chúa giúp cho chúng ta có được một trí lòng được tốt đẹp hơn trong sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó chúng ta thăng tiến trong đời thánh hiến của mình và có thể phục vụ Chúa một cách hữu hiệu. Amen.